Sáng ngày 28 tháng 10, Khu Quản lý Đường bộ 3, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Cà Ri, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến hai người bị thương. Theo đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, xe ô tô mang biển kiểm soát 17H01944 lưu thông hướng Kon Tum đi Đà Nẵng. Khi đến vị trí km 1328+200, thì va chạm với xe tải 50H21219 lưu thông chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến hai xe bị hư hỏng nặng, xe ô tô bị bốc cháy, có hai người bị thương bị mắc kẹt trên xe. Nhận được tin báo, lực lượng công an phối hợp với người dân dập lửa và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Đồng thời, lực lượng công an phân luồng, điều tiết giao thông. Theo Khu Quản lý Đường bộ 3, lúc xảy ra tai nạn, tình trạng mặt đường khô ráo, là đoạn đường cong, độ dốc 4%, không có giao cắt, nằm ngoài khu đông dân cư, không có giải phân cách giữa. Đường có hai làn xe, không có đèn chiếu sáng ban đêm, có hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ đường phát huy tác dụng.